Thưa quý vị, mỗi tuần một con số trong tạp chí ngân hàng tuần này, chúng tôi muốn đề cập đến con số 23 triệu đồng. Đây là số nợ công hiện mỗi người Việt Nam đang phải gánh. Theo đồng hồ nợ công toàn cầu The Global Debt Clock trên Economist.com, tính đến thời điểm ngày 11 tháng 1 năm 2017, nợ công Việt Nam đang là 94,85 tỷ đô la Mỹ, tương đương 45,6% GDP, chia bình quân đầu người khoảng 1.039 đô la Mỹ, tức là tương đương khoảng 23 triệu đồng và tăng 9,3% so với năm ngoái. Còn theo báo cáo của Bộ Tài chính thì tính đến cuối năm 2016, dư nợ công quốc gia khoảng 64,73% GDP, áp sát ngưỡng nợ 65% GDP quốc hội đặt ra. Trong khi đó, nợ chính phủ đã vượt ngưỡng cho phép 50%, tương đương 53,62% GDP. Mặc dù khẳng định nợ công vẫn đang nằm trong giới hạn cho phép, được kiểm soát chặt chẽ, an toàn, tuy nhiên tốc độ gia tăng nợ thời gian qua đang khiến vấn đề này thực sự đáng báo động. Tại cuộc họp tổng kết ngành tài chính vừa diễn ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở Bộ Tài chính khi để tỷ lệ nợ công tăng nhanh, mức tăng trung bình 5 năm qua là 18,4%, gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, trong năm 2017, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng phải có cải cách đột phá trong tư duy ngân sách, kiểm soát nợ công và đảm bảo khả năng trả nợ.